Bởi của VietinBank trước MVBank Ninh Bình. Đúng là điều gì cũng có thể xảy ra nếu có tập thể chơi đoàn kết và có được một chiến thuật hợp lý. Và cùng chờ xem trong trận đấu này, Jelisim của Thái Bình có bóng bị đánh giá thấp hơn, có thể là nên chuyện trước binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước hay không. Hai trọng tài điều khiển trận đấu là các ông Nguyễn Minh Mẫn và Nguyễn Thành Phong. Đội hình của Jelisim của Thái Bình không có sự thay đổi so với hai trận đấu trước đó của họ. Cái tên được coi là tốt nhất của Jelisim của Thái Bình ở thời điểm hiện tại. Số 2 Bùi Thị Huyền. Số 3 Lê Thị Mai Xuân. Số 5 Nguyễn Thị Thanh Mai. Số 6 Trần Thị Thơm. Số 7 đội trưởng Nguyễn Thị Huyền. Và số 9 là Nguyễn Thị Hương. Trận thứ 3 liên tiếp, huấn luyện viên Trần Văn Giáp không có sự điều chỉnh trong đường xuất phát của Jelisim của Thái Bình. Libero của họ là số 20 Phạm Thị Yến. Huấn luyện viên Trần Văn Giáp sinh năm 1982. Sau khi giải nghệ đã làm công tác đào tạo trẻ tại Thái Bình và bắt đầu dẫn dắt đội bóng này từ năm 2019. Trong khi đó bên phía binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước thì đây là trận đấu mà huấn luyện viên Phạm Đình Dũng đã giữ nguyên. Cái tên xuất trận so với trận đấu tại vòng 2 khi vượt qua VietinBank. Đó là các gương mặt số 7 Phạm Thị Nguyệt Anh, số 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, số 12 Phạm Thị Hiền, số 16 Đông Chít, số 17 Nguyễn Thị Phương và số 19 Đoàn Thị Lâm Oanh. Libero của họ là số 10 Đàm Thị Thùy Linh. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sinh năm 1978. Từ tháng 5 năm 2011, năm 2021 thì ông đã là quyền huấn luyện viên trưởng, thay thế huấn luyện viên Bùi Huy Sơn, và tới tháng 3 năm 2023 thì ông Phạm Minh Dũng mới được bổ nhiệm làm huấn luyện viên chính thức. Ông Phạm Minh Dũng đã gắn bó với bóng chuyền thông tin từ tháng 8 năm 2017 khi dẫn dắt các lứa trẻ. Nói tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và 2022, binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước và Jelisim của Thái Bình đều đã gặp nhau, và đó là những cuộc chiến năm xét cực kỳ căng thẳng. Những năm nay thì cán cân có vẻ đã khác rồi. Những trận đấu giữa họ tại Cúp Hoa Lư Bình Điền đều kết thúc một cách khá nhanh, với lợi thế thấy rõ nghiêng về phía thông tin. Và bây giờ sẽ là lần thứ 3 thông tin và Thái Bình gặp nhau trong mùa giải 2024. Trắng 1-0. Trong đội hình của Jelisim của Thái Bình, đội trưởng chủ công Nguyễn Thị Uyên, 25 tuổi, cao 1m82. Một cảnh rất tốt của binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước. Đó là Phạm Thị Hiền, gương mặt đã có những sự trưởng thành vượt bậc trong năm 2023 khi được gọi lên đội tuyển quốc gia và đã để lại những dấu ấn nhất định. Sân của thông tin. Một pha bỏ nhỏ tốt tới từ Kiều Trinh. Tiếp tục là cầu phát bóng của Phạm Thị Hiền.
cứu được. Nỗ lực đáng khen ngợi. Lần này thì binh chủng thông tin trường tới Bình Phước đã không thể phòng thủ được nữa. Điểm số rất chật vật của Jelly Simcoe Thái Bình. Khi mà Nguyễn Thị Uyên xuống cầu sau thì luôn có cảm giác là Thái Bình đang không biết trông đợi vào mũi nhọn nào nữa. Trần Thị Thơm. Công hay. Đó là Nguyễn Anh. Sức thì rõ ràng là binh chủng thông tin trường tư Bình Phước mạnh hơn rất nhiều so với Jelly Simcoe Thái Bình. Dứt điểm tốt từ hàng sau, cách là 4 điểm. Không được. Kỳ lợi hại với những pha đánh nhanh như vậy, với một sự kết hợp tuyệt vời cùng với Nusara, cặp bay chung của bóng chuyền Thái Lan. Những tình huống phối đánh nhanh và đường chuyền sau đầu đã làm nên thương hiệu của cả Bumjit và Nusara. Hai người ở dưới chủ động sớm lên một tí nữa, đừng để bóng sang bắt đầu mình cứ chạy theo nó sẽ chậm. Thủ lên sớm chủ động một tí nữa mà đẩy ra sau thủ thấp xuống. Jelly Simcoe Thái Bình đã buộc phải gọi hội ý từ rất sớm. Rõ ràng những gì đã diễn ra kể từ đầu trận đấu đến giờ là không hề tốt một chút nào cho các học trò của huấn luyện viên Trần Văn Giáp. Chính Nguyễn Thị Uyên là người đã có pha xử lý không như ý đưa hẳn bóng sang phần sân của thông tin. Trưởng của Thái Bình vẫn chưa lên trên và đây là một chuỗi lên điểm rất ấn tượng của binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Cú tấn công bên phía các cô gái áo trắng dễ dàng tung hoành. Ngoài ra thì hàng sau của họ không phải đối mặt với áp lực quá lớn, không phải đối mặt với những cú đập quá hiểm hóc, và đủ sức mạnh tới từ Jelly Simcoe Thái Bình. Bước một không tốt. Điểm
dễ dàng cho Thông Tin 11-3. Xin của Thái Bình là Nguyễn Thị Hương. Vận động viên 34 tuổi. Thấy được đẳng cấp của mình và vẫn thi đấu ổn định. Bước một rất dở bên phía Jellysuko Thái Bình. Cái trận là rất thuận lợi rồi. Và đây là lúc mà Thông Tin hoàn toàn có thể trao cơ hội cho những gương mặt dự bị. Vào sân là một trong số những vận động viên trẻ rất được kỳ vọng của họ trong mùa giải năm nay, Phạm Quỳnh Hương. Sách mà Thông Tin gửi tới ban tổ chức thì Quỳnh Hương cao 1m85, dù có một số nguồn rằng vận động viên 16 tuổi này cao tới 1m87. Thêm một điểm nữa cho Jellysuko Thái Bình. Vận động viên bên phía Jellysuko Thái Bình. Phát bóng khó chịu của Lâm Oanh. Quá khó. Xuyên vào giữa Lê Thị Mai Xuân và Nguyễn Thị Hương. Của Lâm Oanh. Bàn chắn của Thái Bình đã hoàn toàn bị đánh lừa. Phát
Đình Hương. Rất lỗi của libero bên phía Zelis của Thái Bình. Quỳnh Hương đã từng nhận giải và đội viên tấn công xuất sắc tại cúp các câu lạc bộ trẻ năm 2023. Viên đầy tiềm năng của thông tin và có lẽ cần thêm những trận đấu như thế này để cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Những điểm số vẫn đến cách tương đối dễ dàng với các cô gái áo trắng. Đã được tung vào sân. Một pha bóng nhỏ hay. Tình huống xử lý tốt tới từ Trần Thị Thơm. Tục là điểm số được mang về bởi Nguyễn Anh. 29 cho binh chủng Đông Tiên Trường Tây Bình Phước. Có lẽ ngay từ thời điểm giữa ván đấu thì người ta cũng đã không nghi ngờ về chiến thắng cho binh chủng Đông Tiên Trường Tây Bình Phước. Vấn đề là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu. Điểm ra ngoài của Thanh Mai. Không có khiếu nại tới từ phía Jelisinko Thái Bình. Nhưng vậy trọng tài vừa cho điểm đội bóng áo xanh. Không sao cả. Số thứ 21 cho binh chủng Đông Tiên Trường Tây Bình Phước. Trước đó là những pha phòng thủ tốt của Jelisinko Thái Bình. Điểm số được mang về bằng Blumchit. Trống là quá lớn. Và vừa rồi là một tình huống quan sát tốt và xử lý chính xác tới từ Nguyễn Thị Uyên. Bóng ngoài mất rồi và kết thúc không chính xác của Phạm Thị Hiền.
có những tín hiệu thi đấu tốt hơn của JD Simcoe Thái Bình ở nửa sau của set đấu này, khi họ thay đổi vị trí truyền hai với Phạm Thị Diệp. Một điểm nữa cho Thái Bình. Đó là chắn đôi của Phạm Thị Diệp và Trần Thị Thơm. Sức mạnh trẻ. Và những trải nghiệm như thế này cũng sẽ có ý nghĩa trên con đường trưởng thành và phát triển sự nghiệp của Quỳnh Hương. Điểm số cho binh chủng thông tin trường tới Bình Phước. Cần nhấn mạnh rằng một vận động viên trẻ có thể sẽ được trao cơ hội, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng tới một cách đều đặn và liên tục được. Nếu như vận động viên đó không cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành. Sau đầu tốt hơn của Jaylen Simcoe Thái Bình. Nhưng có lẽ họ đã trở lại quá muộn mất rồi. Điểm số thứ 24 cho binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước. Đội hình chính xuất hiện. Trật tự có thể nói là được lặp lại. Đáng khen của Jaylen Simcoe Thái Bình. Bằng cách nào đó, họ đã lên được gần tới 20 điểm. Không có phép màu nào xảy ra. Chiến thắng vẫn thuộc về binh chủng đồng tiền trường Tây Bình Phước. 15-18. Nếu đánh thực sự căng tay và hết mình thì các cô gái thông tin hoàn toàn có thể thắng một tỷ số sâu hơn. Không sao cả, chiến thắng như thế này cũng là đủ.
Với con người hiện tại của Jelisinko Thái Bình thì có lẽ sẽ rất khó để họ có thể tái hiện những xét đấu với tỷ số 23-25 như khi đối đầu với Thông Tin tại giải V-League Quốc gia 2023. Không có ngoại bình, còn chất lượng nội bình thì rõ ràng là không bằng so với đối thủ. Đấu thứ hai, phía Thông Tin hoàn toàn có thể sẽ tung ngoại binh còn lại của họ vào sân, đó là Siriwan. Siriwan cũng là một vận động viên trẻ và là một trong hai chủ công xuất sắc tại giải V-League Quốc gia Thái Lan 2023-2024, nhưng có thể thấy là Prumchit đang đứng trên sân. Và điều đó có nghĩa rằng Siriwan sẽ tiếp tục ngồi dự bị. Chúng ta sẽ cùng trở lại với set 2 của đối đầu giữa binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước và Jelisinko Thái Bình. Trong set đấu đầu tiên, Lâm Oanh và các đồng đội đã có chiến thắng 25-18. Họ sớm dẫn sâu trong nửa đầu và dù đã có phần thả lỏng trong nửa sau của set 1, nhưng vẫn có thể đánh bại đối thủ. Và bây giờ thì Thông Tin sẽ khởi đầu set đấu thứ hai với những con người có thể nói là tốt nhất. Đội hình chính sẽ cố gắng để tạo ra một khoảng cách đủ an toàn, lấy đó làm cơ sở để những dự bị có thể vào sân. Bên phía Thái Bình, chuyền hai của họ đang đứng trên sân là số 8 Phạm Thị Diệp, người cũng đã chơi tương đối tốt khi vào sân ở set 1. Cái thức sang ngoài của Nguyễn Thị Phương. Còn nhớ đầu set 1, khi mà đội trưởng của Thái Bình là Nguyễn Thị Uyên lùi xuống phát bóng, lùi về cầu sau, thì đó cũng là lúc mà binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước có được chuỗi lên điểm và tạo ra khoảng cách rất xa. Dứt điểm tốt, dứt điểm chính xác, đó là Nguyễn Thị Hương. Chuyện trước binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của những lão tướng ngoài 30 như là chủ công Nguyễn Thị Hương hay phụ công Trần Thị Thơm, có thể chia sẻ bớt gánh nặng ghi điểm cho Nguyễn Thị Huyền. Đó,
để xem cô Thái Bình đã khởi đầu tốt hơn trong xe đấu thứ hai. Mai Xuân phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc của số 3 bên phía đội bóng áo xanh. Chậm và không khó để chắn. Rất tốt. Phản bóng đến từ Nguyễn Anh. Trận bám đuổi đang được Jelesinko Thái Bình tạo ra ở set đấu thứ hai này. Và ghi điểm của đội trưởng Nguyễn Thị Uyên. 6-7. Trước đó là bước một lỗi của thông tin, nhưng Thái Bình không tận dụng được cơ hội này. Mà họ còn lỗi hơn. Uy lực tới từ Nguyễn Thị Phương. 9-6. Trong đội hình của Jelisim của Thái Bình, nếu phải chọn ra một vận động viên có thể lên tuyển thì đó chính là đội trưởng Nguyễn Thị Uyên. Không phải là một đường chuyền thuận lợi. Quá khó. Người 7 cho binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước. Tiếp tục là điểm số được mang về bởi Nguyễn Thị Uyên. Trần Thị Thơm là người đã di chuyển chiến thuật. Vẫn có điểm số. Dù đó không phải là một pha tấn công thực sự mượt của thông tin. Dứt điểm từ hàng sau.
Thị Uyên đang cố gắng cháy hết mình trong set đấu này. Rất cố gắng nhưng không cứu bóng được. Rõ ràng là Thái Bình đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều ở set 2. Bước một tốt hơn và phòng thủ hàng sau cũng ổn hơn. Không dễ dàng để mất những điểm số nữa. Phạm Minh Dũng cũng đang mất nhiều năng lượng hơn và càng cần phải chỉn chu hơn. Giờ không phải là lúc để tung những thử nghiệm. Không có điểm số. Và đó là năng lực của Bromjit. Cấp 1 quốc gia. Đứng lớp là những chuyên gia của Nhật Bản. Chắn bóng hay. Cho binh chủng thông tin trường tới Bình Phước. Tiếp tục là một tình huống bám chắn thành công. Cách đang lớn dần rồi. Rất trẻ, 19 tuổi được rút ra, nhưng lại chỗ cho Mai Xuân. Ra vị trí số 2 không thành công của Thanh Mai. Mai này lộ mất rồi. Và hàng chắn của thông tin cũng đã theo quá sát.
cảm giác là thể lực của Nguyễn Thị Hương đã đi xuống. Không có những pha dứt điểm mạnh mẽ giống như thời điểm đầu set 2 nữa. Hơi khó khi trông đợi vào những lão tướng ngoài 30 tuổi. Chile xin phụ Thái Bình thất bại thì đó cũng là điều bình thường. Thắng được mới lạ. Chỉ là mùi nhử thôi, người dứt điểm là Kiều Trinh. Vẫn là cầu phát bóng của Phạm Thị Hiền. Không thể vượt qua được hàng chắn bên phía thông tin. Chít với Kiều Trinh hay là cùng chít với Nguyễn Anh, đó đều là những bức tường mà với những mũi tấn công bây giờ hàng trên của Thái Bình vượt qua là điều không thể. Khó mất rồi. Trong một tư thế khó thì Blomqvist cũng không thể mang tới một đường chuyền đẹp hơn. Cho binh chủng đồng tiền trường tới Bình Phước và giờ mới là lúc tung những vận động viên dự bị vào sân. Một pha đẩy bóng hay của Nguyễn Anh. Và có sự xuất hiện của Linh Chi. Lâm Oanh đã được rút ra nghỉ ngơi. Chưa có được sự kết nối thật tốt giữa Linh Chi và các đồng đội. Một điểm nữa cho Chile Simcoe Thái Bình. Phát bóng vẫn là Phạm Thị Hồng Nhung.
chị đã giải nghệ năm 2022 và trở lại để hỗ trợ đội. Và lúc mà binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước đang không có phương án dự bị cho Lâm Oanh, cũng là một điều hơi phi thực tế khi đòi hỏi quá nhiều về điều kiện. Các điểm của rồi đúng không? Cho nó phải tập để một vận động viên 30 tuổi chất sau. Đúng không? Đang không thay người vào là phải càng phải chất chiêu hơn. Chiêu một tốc độ vào. Không được, pha dứt điểm không thành công của Nguyễn Đi Huyền và đã có điểm số thứ 24 cho binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước. Set boy, rất nhiều cơ hội để đóng lại set đấu này. Và mọi thứ đã kết thúc ngay. 25-14 là chiến thắng của binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước trong set đấu thứ hai. Trong ngày thi đấu hôm nay vẫn còn hai cặp đấu nữa. Và lúc 16:45 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Vietinbank. Lúc 19:45, Quảng Ninh sẽ chạm trán với VTV Bình Điền Lâm An. Quý khán giả có thể tiếp tục theo dõi những diễn biến của giải bóng chuyền vô địch quốc gia trực tiếp trên kênh Osports, trên YouTube Osports, cũng như là trên Facebook hay là app OnPlus. Nếu không có những bất ngờ quá lớn thì binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước sẽ có thể đánh bại Jelesim của Thái Bình trong 3 set. Trừ phi là họ lại không còn là chính mình như trong set đấu thứ 3 của đối đầu với Hà Nội. Đó là set đấu mà có lẽ cho tới lúc này khi nhìn lại thì vẫn có rất nhiều cổ động viên của thông tin cảm thấy không hài lòng một chút nào. Trận đấu thứ 3 thuộc về binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước. Rất hẹp. Vẫn là điểm số.
trí xuất phát trong xếp 3 vẫn là nhân tố tốt nhất của các cô gái thông tin. Chắn đơn của Phạm Thị Hiền. Rất đáng tiếc khi đó lại là một pha phạt bóng rúc lưới. Đây là trận bóng thành công của các cô áo trắng. Ba đều cho Chelsea của Thái Bình. Trong set 2 thì Thái Bình cũng đã có được một thế trận cân bằng với thông tin cho tới nửa giữa. Và họ tắc lại điểm số thứ 10 trong một thời gian rất dài. Thuận lợi và những điểm số cho thông tin. Không cứu được. Di chuyển chiến thuật. Đấy là chạm lưới rồi. Thank you.
trưởng đồng tiền trường tuyển Bình Phước bắt bảy. Phía Thái Bình đã phải gọi hội ý khi khoảng cách là 4 điểm trong set đấu thứ ba. Quả nó xa quá, bỏ hẳn đi, nó bỏ phải đùi xuống để lấy quả thế, nhưng đừng bỏ, đừng đứng là chết. Ở dưới các em ơi, ở dưới cái dàn hàng phòng thủ nhớ rồi, cái cứ đi đường hình nó chuẩn hơn một tí nữa, đừng chồng lên nhau và chủ động lên, hô lên, lên. Bỏ nhỏ tốt của Nguyễn Thị Uyên. Tiếp tục là những tình huống tấn công tới từ Nguyễn Thị Uyên. Nguyễn Thị Uyên vẫn đang rất cố gắng. Và đó là cơ hội được Thái Bình tận dụng. Ừ.
không tốt. 11-12 cho Jelesinko Thái Bình. Được mang về bởi số 7 bên phía thông tin. Bền vừa rồi, cả hai đều đã mắc lỗi, thì rõ ràng sai lầm bên phía Thái Bình là nghiêm trọng hơn. Vẫn cứu được. Sau và chắn bóng hay bên phía các cô gái binh chủng đông tiền trường Tây Bình Phước. Thái Bình cũng đã tấn công không mạnh rồi, gặp đối thủ phòng thủ quá tốt như vậy, rõ ràng là bất lực. 16-11 vẫn là cầu phát bóng của Phạm Thị Hiền. Chưa được rồi. Cái này thì anh đã không được cứu được. Hơn cho Nguyệt Anh và chưa có được sự kết nối, được sự ăn ý với Blumjit và với cả Kiều Trinh.
vào sân vào lúc này có hơi sớm không? Rất tốt. Bóng rất thích hợp cho Blomqvist. Thêm một điểm nữa cho ngoại binh màu số 16. Sẽ đội toàn thắng. Thông tin sẽ tái ngộ với huấn luyện viên Bùi Huy Sơn và họ cần phải giải bài toán rất khó mang tên ngoại binh Cai Xiao Quỳnh, huấn luyện toàn diện bậc nhất cho tới lúc này. Tiếp theo thì họ sẽ đối đầu với LP Bank Ninh Bình lúc 14 giờ ngày 22 tháng 3. Đó vẫn là điểm số cho binh chủng Đông Tiên Trường Tây Bình Phước. Khó tới từ Quỳnh Hương. Bóng ngoài. Sẽ là khiếu nại. Sẽ là khiếu nại bên phía binh chủng Đông Tiên Trường Tây Bình Phước. Khiếu nại bóng trong ngoài.
rất êm đềm từ đầu đến giờ. Và đây mới là lần khiếu nại đầu tiên. Đã có lỗi tấn công bên phía các cô gái thông tin. Đây là của Mỹ Hằng. Thêm một pha xử lý bóng khó tốt tới từ Phạm Quỳnh Hương. Và bây giờ chúng ta thấy sự chứng kiến xuất hiện của ngoại binh thứ hai trong màu áo của thông tin. Siriwan đã được tung vào sân. Bỏ nhỏ tốt, thêm một điểm nữa cho Jelesimco Thái Bình. Đội hình 2 của thông tin rõ ràng cũng đã chệch choạc rất nhiều. Sau dành cho Siriwan. Đó là một phương án hoàn toàn bất ngờ về hàng chắn của Jelesimco Thái Bình. Cơ hội để dứt điểm trận đấu. Không được. Không được tốt của Nguyễn Thị Phương. Rất hay, một tình huống chắn hay của Phạm Thị Hiền và đã mang về điểm số cuối cùng, ấn định chiến thắng cho binh chủng thông tin Trường Tân Bình Phước. Họ đã vượt qua Jelesimco Thái Bình với kết quả chung cuộc là 3-0, 25-18, 25-14 và 25-20. Và trận đơn rất hay của Phạm Thị Hiền, chiến thắng thứ 3 liên